Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại trong video ngày hôm nay. Anh chị ơi, những cái bác nào mà đang cần tìm kiếm để lắp đặt cho mình một cái chiếc camera an ninh để giúp anh chị có thể là theo dõi, giám sát cũng như là bảo vệ tài sản trong gia đình của anh chị thì các anh chị hãy nhanh tay nhấc máy và điện thoại lên qua bên em theo hai số điện thoại 0962 085 919 và 0969 155 444 để được đội ngũ bên em tư vấn hỗ trợ cũng như là để được đặt hàng ngay cái mẫu sản phẩm ngày hôm nay. Bên em sẽ lên giới thiệu và chia sẻ đến các chị cái mẫu sản phẩm camera Juicy hai đầu ngoài trời đây các chị nhá. Với mẫu sản phẩm này nó có rất nhiều các cái tính năng thông minh và khi chị mua về cái mẫu sản phẩm này thì giá thành của nó lại rất phải chăng, chất lượng hình ảnh thì lại rất sắc nét các anh chị nhá. Đấy, với mẫu sản phẩm này anh chị thấy này, có thể là lắp đặt được ở ngoài trời nhá, bởi vì nó chống nước, hoàn toàn chống nước 100% cho các chị này. Đấy, và đầy đủ tất cả các tính năng thông minh, cảnh báo chuyển động, bám theo chuyển động, đèn còi hú cho các anh chị nhá. Đấy, anh chị thấy không? Mắt cam đấy, anh chị sẽ thấy ở đây nó có hai mắt cam. Cho nên là khi các chị sử dụng thì có thể là cùng một lúc anh chị xem được hai khung hình các anh chị nhá. Mắt cam này sẽ là mắt cam cố định này, còn mắt cam ở dưới đây thì nó sẽ xoay được 360 độ và bám theo chuyển động cho các chị nhá. Tức là khi nó phát hiện chuyển động, có người đến thì ngay lập tức cái mắt cam này nó sẽ xoay theo. Đấy, và nhất cử nhất động của cái đối tượng này, của cái người này đến thì đi đến đâu thì cái mắt cam nó sẽ theo dõi và bám theo cho các chị đến đấy nhá. Và đèn còi hú ở đây anh chị thấy này. Đấy, khi anh chị xem trên điện thoại phát hiện có đối tượng lạ xâm nhập đấy thì ngay lập tức anh chị sẽ sử dụng cái chức năng tức là đuổi nhanh, thì ở đây anh chị chỉ cần bật lên thì ở đây nó sẽ có một cái đèn cũng như là có còi hú đấy, nó báo giống như cái đèn còi hú của cảnh sát giao thông đấy anh chị ạ. Đấy, thì ngay lập tức cái đối tượng xâm nhập có ý đồ xấu thì ngay lập tức phải rút lui, đúng không anh chị? Đấy, và với sản phẩm này chất lượng hình ảnh tốt nhất hiện nay đây đang là 8.0 megapixel đấy các chị này. Chất lượng hình ảnh của cái mẫu sản phẩm này nó sẽ tương đứng với lại cái chất lượng hình ảnh 4K các chị nhá. Đấy, 8.0 megapixel này các chị này. Đấy, và ở đây chị sẽ thấy nó có cái mã sản phẩm ở đây. Đấy, bên em bán hàng chính hãng nhá, tem thẻ bảo hành cũng như là mã sản phẩm ở đây. Thì với sản phẩm, tất cả các sản phẩm bên em bán ra thì bảo hành đổi mới cho mình trong quá trình sử dụng sản phẩm 1 năm các chị nhá. Và cái với cái mã sản phẩm này khi các chị sử dụng thì lát nữa anh chị tải phần mềm về và anh chị chỉ cần quét mã QR của cái sản phẩm này vào là anh chị sử dụng được luôn các anh chị nhá. Đấy, và ở đây anh chị sẽ thấy cái đầu, cái đoạn dây ra đây kìa, cái đoạn đầu ra đây anh chị sẽ thấy ở đây nó sẽ có ba cái đoạn đầu ra. Đấy, đầu ra ở đây, đầu ra thứ nhất tức là cái nút đầu ra của cái nút reset sản phẩm này. Đấy, nó có cái lắp này, khi anh chị reset xong thì anh chị sẽ lắp cái nắp này lại, đậy cái nắp này lại để chống mưa chống nước cho các anh chị nhá. Đấy, và cái nút thứ hai ở đây là cái nút để kết nối với nguồn điện. Đấy, kết nối với củ sạc đây các chị nhá. Đấy, nó có cái chấm cái kim loại ở giữa đây này. Đấy, cái đầu kim loại ở giữa đây là cái nút để kết nối với nguồn điện, và cái nút cái cầu đầu ra thứ ba đây là cái đầu ra để các chị kết nối với cái dây mạng LAN, dây mạng internet trong gia đình các chị đang sử dụng đây các chị nhá. Anh chị có thể sử dụng kết nối mạng LAN hoặc anh chị kết nối với cái mạng wifi trong gia đình chị đều sử dụng được các anh chị nhá. Và ở đây anh chị thấy không, đấy, trên cái đầu này nó có một cái gioăng cao su đây, anh chị mở ra này. Đấy, mở cái gioăng cao su này ra thì anh chị sẽ thấy ở đây nó có một cái khe để các anh chị nắp thẻ nhớ vào đây. Đấy, khi anh chị sử dụng thì anh chị sẽ nắp thẻ nhớ vào đây để nó quay video. Đấy, cũng như là hình ảnh để nó sẽ lưu vào đây cho các chị nhá. Thì với sản phẩm này khi các anh chị mua sản phẩm bên em thì đang có chính sách khuyến mãi ưu đãi tặng kèm, là bên em sẽ tặng kèm cho anh chị một cái thẻ nhớ 128GB này. Thẻ nhớ này sẽ lưu được cho các anh chị trong khoảng thời gian lưu liên tục 20 ngày gần nhất với chế độ ghi đẩy ghi đẻ các anh chị nhá. Đấy, và các cái phụ kiện đi kèm ở đây chị sẽ thấy này, ổ nguồn này. Đấy, củ nguồn cũng như là cái thiết bị bảo vệ. Đấy, bảo vệ cái phần kết nối ở đây là kết nối cái nguồn điện cũng như là kết nối cái mạng LAN này các chị này. Đấy, khi chị sử dụng thì chị sẽ lấy những cái nắp này để các chị nắp vào để bảo vệ khỏi chống nước, khỏi nước vào các chị nhá. Và ở đây nó sẽ có một cái bộ ốc vít đinh vít để các anh chị có thể là gắn cố định đấy cái phần chân đế này vào những cái nơi mà các chị muốn lắp đặt các anh chị nhá. Đấy là cái cấu tạo ở bên ngoài cũng như là em đã giới thiệu sơ qua các chức năng công dụng của cái mẫu sản phẩm camera Juicy hai mắt ngoài trời này. Đấy, thì ngay sau đây em sẽ test thực tế cho các chị xem trên thực tế ngay tại cái mẫu sản phẩm, cái camera mà em đang quay đây cho chị, để cho các chị chứng minh cho anh chị xem những cái quảng cáo của em, đấy, những cái quảng cáo như trên của em có chuẩn xác hay không các anh chị nhá. Các anh chị ơi, ngay sau đây thì em sẽ hướng dẫn cho chị cái cách thức cài đặt cũng như là kết nối cái camera này với điện thoại để các anh chị xem các anh chị nhá. Đấy, cũng như là mời các anh chị test cái chất lượng hình ảnh thực tế cũng như là các chức năng công dụng của cái mẫu sản phẩm này trong video ngày hôm nay bên em nên chia sẻ đến các anh chị này. Đấy, thì trước khi để muốn kết nối được camera này với điện thoại thì các anh chị chỉ cần kết nối cái nguồn điện
với cái camera. Thì ở đây là cái củ nguồn, đây em đã kết nối sẵn với cái nguồn điện trong gia đình, và ở đây mình chỉ cần kết nối giữa hai cái giác nguồn này với nhau này, anh chị thấy không? Đây, đây này, anh chị thấy là tay em đang một tay em cầm camera, còn một tay em đang kết nối cho các chị xem này. Đấy, mình chỉ cần đẩy hết khớp vào là được. Đấy, như thế này là xong, các chị thấy không? Đấy, đèn nó vừa nháy đúng không chị? Đấy, thì khi mình kết nối nguồn điện xong thì anh chị sẽ đợi nó mất khoảng 30 giây để nó khởi động lại nguồn cho các anh chị nhá. Đấy, anh chị đợi. Trong quá trình khởi động nguồn thì mất khoảng 30 giây thì các anh chị sẽ thấy này. Đấy, bắt đầu là nó sẽ nháy đèn cũng như là xoay mắt cam cho các anh chị nhá. Đấy, anh chị theo. Đấy, mắt cam đang xoay này. Đấy, mắt cam này xoay được 360 độ nhá. Khi nó khởi động nguồn xong thì nó sẽ phát ra âm thanh kêu pít pít cho các anh chị nhá. Đấy, anh chị theo. Đấy, kêu như thế này thì bắt đầu mình sẽ tiến hành bước tiếp theo. Tức là mình sẽ reset lại cái camera. Thì anh chị sẽ thấy cái nút reset camera ở đây đúng không ạ? Đấy, mình sẽ giữ chết cái nút này. Đấy, khi nào mà cái camera nó phát ra tiếng kêu tút một cái, đấy chị theo, đấy nó kêu như thế này thì mình bắt đầu bỏ ra và sang bước tiếp theo. Bước tiếp theo tức là mình sẽ tải phần mềm ứng dụng, chị theo. Đấy, muốn kết nối được camera với điện thoại thì mình sẽ tải phần mềm ứng dụng đây chị nhá, phần mềm Juicy này các chị này. Đấy, những anh chị nào mà dùng iPhone thì vào kho App Store tải cho em, còn những anh chị nào mà dùng điện thoại hệ điều hành Android thì vào cửa hàng CH Play tải phần mềm Juicy này cho em nhé. Đấy, ở đây em tải sẵn cho anh chị rồi, khi chị tải về chỉ cần lập tài khoản là có thể là sử dụng được luôn nhé, quét mã QR là sử dụng được. Đấy, chị theo, đã khởi động xong này, bắt đầu là mắt cam xoay xong này. Đấy, và phát ra âm thanh cho anh chị nhé. Đấy, khi nào nó kêu píp píp, đấy thấy chưa? Đấy, kêu xong thì mình sẽ sang bước tiếp theo, tức là anh chị sẽ vào phần mềm ứng dụng. Ở đây cho em này, đấy nó đã sẵn sàng hoạt động với các chị nhá, thì mình sẽ vào phần mềm ứng dụng. Thế chị sẽ thấy phần mềm ứng dụng của mình ở đây. Đây, đây là quảng cáo các chị nhá. Đây, các chị bỏ qua quảng cáo và mình sẽ vào phần mềm đây chị nhá. Thì phần mềm này các chị ấn vào dòng chữ có cái dấu cộng đây này. Đấy, thêm thiết bị mới các chị nhá. Đấy, chị theo. Đấy, thêm thiết bị mới này thì lúc này nó yêu cầu mình quét mã QR, thì mình chỉ cần đưa cái camera này đấy để quét mã QR các chị nhá. Đây chị theo. Đây là cái mã QR ở cái phần chân camera đây chị này. Đây, cái này em đã lắp sẵn rồi cho nên là quét nó hơi khó. Khi cái chị mua về lắp đặt thì mình sẽ quét trực tiếp trước khi mình cài đặt, à mình lắp đặt nó lên những cái nơi cố định thì nó dễ hơn các anh chị nhá. Đây em đã quét xong, khi mình quét xong thì anh chị sẽ thấy trên màn hình đây. Thế chị sẽ chọn cho em cái dòng chữ đã hoàn thành thao tác trên, anh chị ấn vào đấy để nó tích. Đấy, khi nó có dấu tích như thế này thì anh chị sẽ ấn vào cái dòng chữ tiếp tục cho em này. Đấy, khi ấn vào dòng chữ tiếp tục thì nó yêu cầu các anh chị tức là nhập chọn tên wifi cũng như là nhập mật khẩu wifi vào. Đấy, khi mình nhập chọn tên xong và nhập mật khẩu xong thì anh chị ấn dòng chữ tiếp tục cho em này. Đấy, nói chung là nó hoàn toàn bằng tiếng Việt cho nên mình cứ làm theo hướng dẫn là được các anh chị nhá. Đây, tiếp theo là ấn vào cái dòng chữ màu xanh đi tới kết nối wifi bắt đầu bằng GVK, thì tức là anh chị ấn vào dòng chữ màu xanh này và ấn vào đã hiểu này. Đấy, tức là với cái thiết bị này khi nó phát ra mạng wifi thì cái dòng đầu tiên nó sẽ là GVK. Đấy, tiếp theo là các cái dãy số nhá. Thế chị ấn vào đây để kết nối. Đấy, bởi vì xung quanh cái nhà mình thì rất nhiều các cái mạng wifi đúng không? Đấy, nó hướng dẫn rất là chi tiết cụ thể cho nên là mình chỉ cần làm theo là được các anh chị nhá. Đấy, như vậy là đã xong rồi các chị này. Đấy, đã tải lên cho các chị này. Đấy anh chị, quá trình này anh chị đợi mất khoảng là 1 đến 2 phút. Đây là nó ghi như vậy các chị nhá. Nhưng trên thực tế đấy, vui lòng chờ đợi. Đấy chị theo. Trên thực tế thì mất khoảng 30 giây thôi các chị ạ. Đấy, rất là nhanh thôi. Đấy, nói chung là với cái sản phẩm này mình về chỉ cần tải phần mềm, sau đó lập tài khoản và quét mã QR vào là có thể là sử dụng được luôn. Bất cứ ai cũng có thể sử dụng được các anh chị nhá. Đấy. Và chị thấy không? Xong rồi đấy các chị này. Đấy, đã tải lên xong nhá. Thì lúc này nó yêu cầu anh chị tức là đặt tên cái camera này. Đấy, ví dụ anh chị nắp cái camera này ở cái vị trí như là cửa hàng thì anh chị đặt tên nó là cửa hàng, hoặc là phòng khách thì anh chị để nó phòng khách, hoặc là bất cứ tên nào cũng được anh chị ạ. Ở đây thì em đã sẽ lấy sẵn một cái tên có sẵn ở đây này, em để là nhà kho đi. Đấy, kho đây anh chị nhá. Đấy, đặt tên ở kho, sau đó mình chỉ cần ấn xác nhận. Đấy, ngay lập tức lúc này thì mình đã vào xem được anh chị nhá. Đấy, đây là quảng cáo thì bỏ qua. Đây, bỏ qua quảng cáo các anh chị nhá. Đấy, bắt đầu mình có thể vào xem được rồi đấy này. Đấy, mình ấn vào đây, vào thiết bị đây anh chị theo. Đấy, ở đây nó cùng một lúc có thể xem được hai khung hình anh chị theo, khung hình trên và khung hình dưới. Ở đây hai khung hình này mình có thể đảo chiều cho nhau nhá, từ ở trên xuống dưới hoặc ở dưới lên trên đều được này. Anh chị ấn vào cái mũi tên hai chiều đây theo ạ. Đấy, em ấn này.
đấy, đảo chiều, đảo đảo màn hình này, đấy thấy không? Đấy, và hiển thị đầy đủ thời gian này, cũng như là không thời gian nhá, ngày tháng năm giờ phút giây này, đầy đủ hết ở đây cho các anh chị nhá. Đấy, anh chị thấy không? Đấy, có thể mình có thể là xem một màn hình, đấy phóng to hoặc thu nhỏ đều được nhá. Đây này, phóng to thu nhỏ đều được các anh chị ạ. Đấy, và ở đây mình sẽ cùng khám phá các chức năng công dụng của cái mẫu sản phẩm này nhá. Trước tiên anh chị thấy trên phần mềm này, gimbal, anh chị thấy cái dòng chữ gimbal đây không ạ? Ấn vào gimbal xem nó như thế nào. Gimbal tức là anh chị có thể là điều chỉnh cái mắt cam này, đấy, xoay theo như là mình mong muốn cái gì nhá. Ở đây này em đang để hai cái camera nó gần nhau, cho nên chị nghe thấy tiếng có thể là cái tiếng xung âm, đúng không ạ? Đây em sẽ tắt đi để nó khỏi xung cho các chị xem này. Đấy, giảm đi nhá cho nó khỏi xung âm, các chị thấy không? Đấy, ở đây mình có thể điều chỉnh cái mắt cam ở đây. Đấy, có thể là tăng giảm sang trái sang phải này. Đây, sang trái này, các chị thấy không? Đấy, chị thấy cái hình ảnh ở trên cái ở trong cái màn hình thứ hai nó xoay đúng không ạ? Đấy, mình điều chỉnh cái mắt cam đi đâu thì nó xoay này. Đấy nhá. Đấy. Đây này, em đang cho các chị xem màn hình ảnh trước nhá. Lát nữa em sẽ quay cho các chị xem ở trên cái camera nó quay như thế nào này. Đây này. Đây em sẽ quay cái camera cho anh chị xem nhá. Đây là cái camera này. Đây chị theo ạ. Đây nhá. Đấy. Mình có thể điều chỉnh được nhá. Bất cứ vị trí nào cũng có thể điều chỉnh được trên phần mềm. Đây chị theo. Đấy, xoay 360 độ này. Đấy, đấy là cái chức năng ở gimbal, tức là điều chỉnh cái mắt cam xoay theo vị trí của mình các chị nhá. Đấy, và thứ hai ở đây chị sẽ thấy này, tiếp theo ở cái chức năng thứ hai đây là chức năng thoại, tức là với sản phẩm này thì mình có thể là đàm thoại hai chiều trực tiếp được các anh chị nhá. Đấy, ví dụ như là một người ở cái nơi mà cái nắp cái camera này, hoặc một người mà đang theo dõi trên điện thoại như thế này, thì anh chị có thể là đàm thoại hai chiều trực tiếp được các anh chị ạ. Đây em sẽ nói cho anh chị xem này, đấy nhá, thử test cho các anh chị xem này, ấn chết vào cái biểu tượng micro đây này. Alo, 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 đấy chị thấy không? Đấy, nghe rất là trong và rõ đúng không ạ? Đây này em đang để cái camera này với cái điện thoại của mình ở gần nhau, cho nên nó bị xung âm, nó bị vang, cho nên là mình nghe thấy tiếng vọng, nhưng mà khi anh chị ở xa thì sẽ không nghe được anh chị nhá. Đấy, còn tiếp theo là dịch vụ đám mây, thì ở đây này anh chị không nhất thiết là phải sử dụng cái dịch vụ này, bởi vì nó sẽ mất tiền các anh chị nhá. Đấy, mất tiền các anh chị ạ. Khi cái với cái sản phẩm này thì bên em sẽ tặng kèm cho anh chị một cái thẻ nhớ để các chị lưu vào đây cho mình rồi, cho nên là không cần phải sử dụng cái dịch vụ đám mây các chị nhá. Đấy, còn tiếp theo là ánh sáng trắng này, dịch vụ ánh sáng trắng anh chị theo. Đấy, ánh sáng trắng ở đây tức là mình muốn bật đèn ở trên cái camera. Đây em sẽ điều chỉnh cái camera cho nó về ấy đó này. Đấy, điều chỉnh cái camera cho nó về vị trí ban đầu để nhìn cho các chị nhìn cái chức năng tức là ánh sáng trắng đây nhá. Đấy. Đây này, cái chức năng ánh sáng trắng em sẽ bật lên cho anh chị xem này. Đấy nhá, bắt đầu mình sẽ trực bật cái chức năng ánh sáng trắng anh chị thấy không? Đấy, thì ngay lập tức là cái thấy không? Camera của mình sẽ phát sáng này. Khi cái chị bật vào chế độ ban đêm như thế này thì cái camera của mình sẽ quay được cả ban đêm với chất đầy đủ âm thanh hình ảnh cũng như là màu sắc giống như ban ngày các anh chị nhá. Đấy là cái chức năng ánh sáng trắng, và tắt đi này. Đấy, tắt đi thì nó sẽ tự động tắt này, bật lên này, tắt đi này. Đấy. Mình có thể là thao tác hết ở trên phần mềm được các anh chị nhá. Đấy, và tiếp theo ở các cái chức năng khác thì anh chị sẽ thấy là đuổi nhanh. Đấy, đuổi nhanh tức là như thế nào? Tức là khi các anh chị đang lắp đặt ở nhà camera này ở nhà mà các anh chị phát hiện các cái đối tượng lạ đến. Đấy, có thể là đang thực hiện các ý đồ xấu như là trộm cắp tài sản thế nọ thế kia, thì anh chị sẽ sử dụng cái chức năng đuổi nhanh này. Anh chị ấn vào chị thấy không? Đấy, thì ngay lập tức nó sẽ phát tín hiệu. Đấy. Để cảnh báo cho mình biết rằng người này đã bị phát hiện, đã bị theo dõi, đúng không anh chị? Đấy, và còn các chức năng khác tức là thông báo báo động, thì với cái chức năng này tức là khi phát hiện chuyển động thì ngay lập tức nó sẽ gửi cái tin nhắn vào trong cái điện thoại của anh chị để các anh chị vào xem, để các anh chị vào xem lại camera xem là có người nào đến. Đấy, để các anh chị theo dõi các chị nhá. Đấy, tiếp theo là xem lại, thì anh chị ấn vào đây xem lại, thì anh chị có thể là vào đây là dịch vụ đám mây hoặc là cài đặt thẻ nhớ, thì ở đây là thẻ nhớ em chưa lắp cho nên là nó chưa có chức năng xem lại. Đấy các chị này, đấy thì anh chị sẽ thoát ra và các anh chị sẽ vào cái phần cài đặt ở đây này. Đấy, vào các cái chức năng cài đặt thông minh ở bên trong đây.
Đây, vào cài đặt anh chị sẽ thấy này, nó hiển thị rất là đầy đủ nhá, hoàn toàn bằng tiếng Việt này. Đấy, tên của cái camera cũng như là các cái chức năng trông nom thông minh này, anh chị ấn vào sự trông nom thông minh vào đây xem này. Đấy thì anh chị sẽ thấy là thay đổi màn hình hoặc là theo dõi chuyển động. Đấy, anh chị muốn sử dụng cái chức năng theo dõi chuyển động, bám theo chuyển động thì anh chị chỉ cần bật lên cái nút màu xanh như thế này đây nhá. Đấy thì lúc này chỉ cần có người phát hiện, có người xuất hiện trước cái camera này thì cái người này đi đến đâu thì cái mắt cam nó sẽ xoay theo đến đấy cho các anh chị nhá. Đấy, tức là bám theo chuyển động cho các anh chị. Còn lại thì tất cả nó bằng tiếng Việt. Đây, sẽ quay lại cho các anh chị xem này. Đây, ở dưới đây này, cài đặt ánh sáng trắng. Đây chị thấy không? Cài đặt chức năng tức là thông báo. Đây, thông báo đây này anh chị này. Đấy, tức là có chuyển động thì ngay lập tức nó gửi một cái tin nhắn vào đây cho cái mình này. Đấy, để mình vào xem camera của mình ai đến đấy các chị nhá. Đấy, thông báo báo động là như thế các anh chị nhá. Đấy, tiếp tục ở đây là hình ảnh, âm thanh cũng như là cài đặt ánh sáng trắng đầy đủ hết ở đây các anh chị này. Đấy, và khi anh chị không muốn sử dụng camera thì anh chị có thể là xóa camera ở đây. Đấy, nói chung là bằng tiếng Việt cho nên là ai cũng có thể sử dụng được, rất là dễ các anh chị nhá. Đấy thì những anh chị nào mà cần đặt hàng hoặc cần tư vấn hỗ trợ thêm thì cứ liên hệ trực tiếp qua bên em theo số điện thoại ở trên các anh chị nhá. Đến đây em xin dừng video. Cảm ơn các chị và các bạn đã quan tâm theo dõi.